hôm nay chúng ta sẽ đến với tiết học ngày hôm nay. Thì sau những ngày hè chúng ta ở nhà, thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn một số động tác để chúng ta có thể giảm cân tại nhà nhé. Chúng ta cùng khởi động để bắt đầu buổi tập ngày hôm nay các bạn. Nào, chúng ta đứng lên nào. Rồi, chúng ta lùi xa vị trí của mình đứng nha một tí nè. Chuẩn bị nha các bạn. Rồi, hai tay chống hông. Rồi, bắt đầu các cấu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, xin cấu. 1, 2, 3, 4, 5, tới chiều. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, xe bay bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tới chiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, đứng đây lắm. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, tay ngược. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, lượt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, 1, tay nghe, áp người xuống, tay chạm mũi tiếp kèo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, tay trên hầu, xe hầu, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nói chiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, rồi, cái này dây ngọc chân ra. Để chưa, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tới chiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, xét chân vô, xét có hẹp, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tới chiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, gặp gói. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, xe có lại bên chân, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tới chiều đến chiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, chúng ta hít thở cái nào các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, rồi, chúng ta chạy nâng cao đùi cho nóng người cái các bạn. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, hít thở. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, sau khi chúng ta đã làm nóng người, các bạn đã chuẩn bị cho buổi tập ngày hôm nay nữa chưa nào? Trước tiên, động tác bật nhảy. Bật hai chân và tay nghe. 1, 2, 3, 4. Các bạn sẽ làm như thế liên tục trong vòng 20 giây. Chuẩn bị, bắt đầu. Rồi, sau khi mà xong hết 20 giây thì chúng ta sẽ hít thở trong vòng 15 giây. Hít sâu nha. Thở. Chúng ta hít bằng mũi. Thở bằng miệng. Rồi, tương tự động tác. Vỗ tay trên đầu. Cũng vậy, bật chân ra, tay vỗ lên đầu.
20 giây. Bắt đầu. Các bạn luôn phải biết là tay chúng ta phải thẳng. Phải thẳng lên nha, từ liên tục. Rồi, sau khi chúng ta làm đủ thì cũng vậy, hít sâu thở chậm. Rồi, động tác thứ ba là chúng ta kết hợp hai động tác của chúng ta mới làm lúc nãy, tay ra ngang và tay gỗ trên đầu, cũng vậy 20 giây, chuẩn bị, bắt đầu. Rồi, hít thở. Và các bạn nhớ cho thầy, ở ba động tác này, sau khi chúng ta làm xong mỗi động tác thì chúng ta nhớ hít sâu và thở chậm nha các bạn. Sau khi hồi nãy giờ chúng ta tập luyện là mệt rồi đúng không? Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn một trò chơi nhỏ mà ở nhà chúng ta cũng có thể chơi được trong không gian hẹp của mình. Các bạn có biết trò gì không? Bây giờ hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là trò chơi bún thun. Một trò chơi mà các bạn ở nhà chúng ta có thể nhờ ba mẹ của mình và rủ ba mẹ của mình chơi chung với mình. Thì trước tiên chúng ta cần chọn ra 5 cặp dây thun, 3, 4, 5. Hoặc là các bạn chúng ta muốn chơi nhiều hơn thì chúng ta có thể chọn 10 cặp cũng được ha các bạn ha. Cách chơi rất đơn giản. Sau khi chúng ta lựa ra 5 cặp dây thun, chúng ta sẽ cầm gom lại. Và mình sẽ tiệm tù xì với lại ba mẹ mình xem coi ai sẽ là người chơi trước. Ví dụ ở đây thầy sẽ chơi với con thầy, điểm tù xì. Xì. Rồi thầy thắng, thầy sẽ đi trước. Thì cách chơi là chúng ta sẽ búng thun vào, buông nắm tay lại, buông lên các bạn. Và búng làm sao được hai cọng dây thun vô một cặp như thế này mà không dính vào những cọng dây thun khác thì chúng ta sẽ thắng cái cặp đó. Ví dụ. Rồi, chúng ta được một cặp. Wow, hay quá. Hơn nữa chứ, hai cặp. Wow, ba cặp, bốn cặp. Còn một cặp cuối cùng. Wow, năm cặp luôn các bạn ơi. Trời ơi, lần đầu tiên mà mình chơi mà mình được tới năm cặp. Và sau khi năm cặp là coi như mình sẽ là người chiến thắng. Rồi bây giờ tới bạn Thái Dương sẽ chơi thử các bạn xem nha. Wow, bạn Thái Dương búng hay quá. Hai cặp. Rồi vậy là bạn Thái Dương chỉ được hai cặp thôi nha các bạn. Trò chơi đơn giản đúng không nè. Và thầy mong là chúng ta có thể mời ba mẹ của mình chơi với mình nha các bạn.
Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là trò chơi bún thung. Một trò chơi mà các bạn ở nhà chúng ta có thể nhờ ba mẹ của mình và rủ ba mẹ của mình chơi chung với mình. Thì trước tiên chúng ta cần chọn ra 5 cặp dây thun. 3, 4, 5. Hoặc là các bạn chúng ta muốn chơi nhiều hơn thì chúng ta có thể chọn 10 cặp cũng được các bạn ha. Cách chơi rất đơn giản. Sau khi chúng ta lựa ra 5 cặp dây thun, chúng ta sẽ cầm gom lại. Và mình sẽ tiệm tù xì với lại ba mẹ mình xem coi ai sẽ là người chơi trước. Ví dụ ở đây thầy sẽ chơi với con thầy. Tiệm tù xì. Xì. Rồi thầy thắng, thầy sẽ đi trước. Thì cách chơi là chúng ta sẽ búng thun vào, buông nắm tay lại, buông lên các bạn. Và búng làm sao được hai cọng dây thun vô một cặp như thế này mà không dính vào những cọng dây thun khác thì chúng ta sẽ thắng cái cặp đó. Ví dụ rồi chúng ta được một cặp. Wow, hay quá, hơn nữa chứ, hai cặp. Wow, ba cặp, bốn cặp, còn một cặp cuối cùng. Wow, năm cặp luôn các bạn ơi. Trời ơi, lần đầu tiên mà mình chơi mà mình được tới 5 cặp. Và sau khi 5 cặp là coi như mình sẽ là người chiến thắng. Rồi, bây giờ tới bạn Thái Dương sẽ chơi thử các bạn xem nha. Wow, bạn Thái Dương búng hay quá. 2 cặp. Rồi, vậy là bạn Thái Dương chỉ được 2 cặp thôi nha các bạn. Trò chơi đơn giản đúng không nè. Và thầy mong là chúng ta có thể mời ba mẹ của mình chơi với mình nha các bạn. Rồi, và cho dù ở cái trò chơi này, dù chúng ta có thắng hay thua là chúng ta cũng không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta có thể chơi cùng với lại nhau. Và thầy mong là các bạn trong những ngày này chúng ta sẽ có được thêm một trò chơi mới cùng với lại ba mẹ của mình hoặc là anh chị em trong nhà của mình nha các bạn. Chào các bạn.